Bạn sẽ ngừng ăn thịt vịt ngay từ hôm nay nếu biết điều này, càng ăn càng tổn thọ. Sống An Nhiên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, vịt là một loại gia cầm được dùng làm thực phẩm phổ biến thứ ba trên toàn thế giới. Và chắc hẳn các món ăn từ thịt vịt không còn xa lạ gì đối với mỗi chúng ta phải không ạ? Không những vậy, loại thịt này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon hấp dẫn khác nhau, khiến chúng ta ăn một lần là nhớ hoài nhớ mãi. Đặc biệt, trong quá trình nấu nướng, các bà các mẹ thường rất sáng tạo nên đã kết hợp thịt vịt cùng với một số thực phẩm bổ dưỡng khác nhau để tăng thêm hương vị cho món ăn, đồng thời cung cấp cho cơ thể những nguồn dinh dưỡng phong phú. Thế nhưng, liệu bạn đã bao giờ tự hỏi rằng việc kết hợp này có gây hại cho sức khỏe hay không? Theo các chuyên gia sức khỏe cho biết, có một số loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn cùng thịt vịt bởi chúng có thể trở thành chất kịch độc, gây tàn phá sức khỏe, thậm chí là đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào. Vậy có những thực phẩm đại kỵ nào không nên ăn cùng thịt vịt? Có những nhóm người nào dù có thèm đến mấy cũng tuyệt đối không nên ăn? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay để biết chúng ta có đang mắc phải những sai lầm này không nhé. Nhiều. Thịt vịt là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong 100g thịt vịt có khoảng 25g protein, cao hơn nhiều so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng. Hàm lượng các chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho, sắt, vitamin cũng rất cao. Các chất này có tác dụng bồi bổ cơ thể và tăng cường sức khỏe. Theo đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn, tác dụng tư âm, dưỡng vị, lợi thủy tiêu thũng, giải độc. Ăn thịt vịt có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ chữa trị bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, đang xạ trị, hóa trị. Ăn thịt vịt có ích cho người thể chất suy nhược, chán ăn, sốt, phù nề, người thể chất yếu sau khi bệnh, đổ mồ hôi ban đêm, lòng bàn tay, bàn chân nóng, phụ nữ kinh nguyệt ít. Đặc biệt, thịt vịt có công dụng đẩy lùi chứng yếu sinh lý, tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Với những nam giới đang gặp phải tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền thì không nên bỏ qua loại thực phẩm thâm dụng mà có tác dụng chữa bệnh hiệu quả này. Vì thế, mọi người cần nắm rõ những điều cấm kỵ khi ăn thịt vịt sau đây. Thực phẩm thứ nhất, vịt kỵ với ba ba. Dù đều là hai loại thực phẩm đặc biệt dinh dưỡng, nhưng nếu kết hợp thịt vịt với ba ba chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Hai loại thực phẩm này có những chất kỵ nhau trong thành phần dinh dưỡng nên nếu ăn chung sẽ gây ra tiêu chảy, phù thủng. Bên cạnh đó, như đã nói ở trên, thịt vịt có nhiều đạm trong khi thịt ba ba lại chứa quá nhiều hóa chất sinh học nên sẽ làm biến chất đạm và giảm giá trị dinh dưỡng của nhau xuống. Vì thế, cần có một lưu ý đặc biệt, không bao giờ nên kết hợp thịt vịt và thịt ba ba thành một món ăn vì sẽ không hề tốt cho cơ thể. Thực phẩm thứ hai, thịt vịt kỵ với quả mận. Mận là một loại trái cây rất ngon nhưng lại gây ra nóng trong người, trong khi đó thịt vịt có tính hàn, giải nhiệt tốt cho cơ thể. Nhưng nếu kết hợp hai loại thực phẩm này hoặc ăn sát thời gian với nhau sẽ gây ra bệnh chướng bụng, khó tiêu rất có hại cho tiêu hóa. Vì vậy tuyệt đối không nên ăn mận quá gần thời gian ăn thịt vịt vì không những mất chất mà còn đem đến những hậu quả khó lường. Thực phẩm thứ ba, thịt vịt kỵ với tỏi. Nhiều người thường đặt câu hỏi thịt vịt ăn với tỏi có sao không? Câu trả lời dành cho họ sẽ là có, vì tỏi cũng có tính nóng giống như quả mận ở trên. Thịt vịt có tính hàn trong khi tỏi là loại thực phẩm đại nhiệt nên nếu kết hợp sẽ không hề có lợi cho đường ruột và hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, khi kết hợp lại với nhau, những dưỡng chất trong hai loại thực phẩm này cũng dễ bị tiêu biến khiến việc ăn uống không hiệu quả. Bên cạnh ba loại thực phẩm trên thì thịt vịt cũng dễ xung khắc với khá nhiều những món ăn và loại gia vị khác. Đó có thể là thịt thỏ, mộc nhĩ, hồ đào, kiều mạch, hạt óc chó. Thịt vịt khi kết hợp với trứng gà cũng rất có hại vì làm ảnh hưởng đến nguyên khí trong cơ thể. Ngoài ra, nếu kết hợp với thịt rùa thì có thể rơi vào tình trạng âm thịnh dương suy, có khả năng gây ra phù nề và tiêu chảy cao. Đối với các bà nội trợ, ngoài việc phải quan tâm thịt vịt kỵ gì thì nên lưu ý đến chuyện những đối tượng nên tuyệt đối kiêng thịt vịt vì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất, người bị bệnh gút không nên ăn thịt vịt. Trong thành phần của thịt vịt có chứa hàm lượng purin và protein rất cao, khiến cho axit uric trong cơ thể con người tăng cao. Vì vậy, với những người mắc bệnh gút không nên ăn thịt vịt kẻo tình trạng bệnh nguy hiểm hơn. Khi ăn thịt vịt, người bệnh gút càng thêm nghiêm trọng hơn. Thứ hai, kiêng ăn thịt vịt khi mới phẫu thuật. 78% hiệu quả của quá trình phục hồi và chữa lành vết thương có liên quan trực tiếp đến việc bệnh nhân ăn gì sau khi phẫu thuật. Ăn đúng loại thực phẩm có thể ngăn ngừa các biến chứng như táo bón và đường huyết cao, cung cấp lượng protein cần thiết, giúp nhanh chóng phục hồi.
Sau cuộc phẫu thuật, dù là bệnh gì thì cơ thể của bệnh nhân mất khá nhiều máu và sức lực, vì thế mà dinh dưỡng đối với người bệnh ngoại khoa đóng vai trò khá quan trọng. Một chế độ ăn với thực đơn đầy đủ các món bổ dưỡng sẽ cung cấp đủ nhu cầu năng lượng để chống nhiễm khuẩn và nhanh liền vết mổ, hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân. Người mới qua phẫu thuật cần kiêng chất tanh, cũng không nên ăn thịt vịt vì nó dễ làm cho vết thương lâu lành. Thứ ba, người có hệ tiêu hóa kém lưu ý khi ăn thịt vịt. Tiêu hóa kém chính là quá trình tiêu hóa diễn ra không được đều đặn, việc tiêu hóa bị chậm hơn, các loại thức ăn đi vào cơ thể không được chuyển hóa kịp thời, đọng lại trong dạ dày thời gian dài, gây nên các tình trạng như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu. Theo đông y thì thịt vịt mang tính hàn, lạnh nên những người có hệ tuần hoàn kém lâu ngày làm suy yếu các cơ quan khác như hệ tiêu hóa, thận, hệ thống miễn dịch. Cũng không nên ăn nhiều nếu không muốn cơ thể càng dễ bị nhiễm lạnh hơn. Ngoài ra, thịt vịt cũng khiến người có thể trạng hàn dễ bị các bệnh về cơ xương khớp. Thứ tư, người có thể chất yếu, lạnh. Một số người có thể có bàn chân và bàn tay lạnh hơn một cách tự nhiên mà không bao hàm bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Trong trường hợp này, việc cần làm duy nhất là giữ ấm để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, nếu bàn chân và bàn tay luôn trong tình trạng lạnh quá mức, thậm chí gây khó chịu hoặc đi kèm với một số triệu chứng, chẳng hạn như thay đổi màu sắc ngón tay, đó có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý của cơ thể. Theo đông y, thịt vịt có tính lạnh. Đối với người có thể trạng hàn lạnh thì nên hạn chế ăn thịt vịt, bởi sau khi ăn vào có thể sẽ gây lạnh bụng, dẫn đến cảm giác chán ăn, đau bụng, tiêu chảy hoặc các dấu hiệu tiêu hóa bất lợi khác. Thứ năm, người đang bị ho. Những người bị ho không nên ăn thịt vịt bởi trong thành phần thịt vịt có chất tanh mà người ho thường phải kiêng tanh, bởi ăn tanh sẽ khiến người bệnh khó thở. Mùi tanh trong thành phần của thịt vịt sẽ khiến cho người bệnh dễ ho thêm. Vì vậy, nếu trong nhà bạn có người ho thì đừng cho họ ăn thịt vịt, kẻo rước thêm bệnh nhé. Thứ sáu, người đang bị cảm. Hiện nay, nhiều người vẫn bị nhầm lẫn giữa cảm lạnh thông thường và cảm cúm bởi chúng đều là bệnh về đường hô hấp và có các triệu chứng gần giống nhau. Tuy nhiên, hai tình trạng bệnh này hoàn toàn khác biệt về cả tác nhân gây bệnh và những ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe. Khi bạn vừa bị cảm xong, thể trạng cơ thể còn nhiều mệt mỏi thì không nên ăn thịt vịt, đặc biệt là khi bị cảm lạnh. Bởi thịt vịt có tính hàn, giúp giải nhiệt sẽ khiến cho cơ thể bạn lạnh bụng, tiêu chảy và khó chịu trong người, làm người bệnh đang ốm càng ốm thêm. Thứ bảy, người mắc các bệnh lý về xương khớp. Đối với những người có vấn đề về xương khớp, đặc biệt là đau xương khớp thì nên tránh ăn thịt vịt nói riêng, cũng như những loại thực phẩm có tính hàn nói chung. Những loại thực phẩm này có thể khiến cơ thể bị nhiễm lạnh và xương khớp sẽ càng đau nhức hơn. Quý vị thân mến, vừa rồi là những đại kỵ khi ăn và chế biến thịt vịt mà các chị em cần ghi nhớ và tránh mắc phải để chúng ta có thể tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng mà loại thực phẩm này đem lại. Tuy nhiên, để thịt vịt thực sự an toàn thì việc tránh sự kết hợp các thực phẩm trên thôi là chưa đủ. Bạn cũng không nên ăn quá nhiều những bộ phận của vịt dưới đây nếu không muốn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Vậy đó là những bộ phận nào của vịt cực bẩn mà nhiều người coi là món ăn khoái khẩu? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ nhất, cổ vịt. Có những thông tin cho rằng trên cổ vịt, gà chứa các hạch bạch huyết độc hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu ăn. Khi ăn cổ vịt, các tuyến đó sẽ đi vào đường tiêu hóa và gây nên nhiều bệnh nguy hiểm cho con người. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế ăn phần cổ vịt và nên bóc bỏ ra trước khi ăn. Nhưng thực ra vấn đề này không khủng khiếp như mọi người nghĩ. Miễn là vịt được kiểm duyệt an toàn thực phẩm và được giết mổ, chế biến đúng cách thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Thứ hai, tiết canh vịt. Ăn tiết canh vịt dễ nhiễm virus cúm gia cầm và nguy cơ mắc bệnh rất cao, có thể tử vong. Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus H5N1 gây ra. Ở vịt, bệnh này khiến vịt chết đột ngột, hàng loạt và lây lan nhanh. Ăn tiết canh bản chất là ăn máu sống cùng với các loại thịt, xương nên hoàn toàn không thể tiêu diệt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong con vật. Đến nay, vẫn không có cơ sở để khẳng định ăn tiết canh vịt mát, chẳng qua khi ăn tiết canh, ăn máu sống và thịt để nguội nên có cảm giác mát trong miệng. Do đó, không nên ăn tiết canh vịt dù nhìn con vịt đó có vẻ khỏe mạnh. Thứ ba, phổi. Phổi là một bộ phận tích tụ nhiều độc nhất trên cơ thể, là cơ quan hô hấp. Phổi lợn, bò, gà, vịt có rất nhiều phế nang. Đây được xem là nơi dễ dàng nhất để tích tụ và lắng đọng nhiều bụi trong màng phổi. Do đó, trước khi chế biến nên bóc bỏ phổi vịt. Thứ tư, phao câu. Với nhiều người ưa thích món này, chắc hẳn đây là một trong những bộ phận béo ngậy nhất. Tuy nhiên,
Các chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm giải thích rằng vịt có tuyến mỡ ở đuôi sẽ gây ô nhiễm chất lượng thịt, chứa một lượng lớn mầm bệnh, chất thải trao đổi chất mà ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao, một số vi trùng có thể vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Thứ 5. Tim vịt. Tim vịt rất giàu vitamin và dinh dưỡng. Tuy nhiên, nếu ăn tim vịt thường xuyên và với số lượng lớn sẽ làm tăng mỡ máu. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở chế biến không hợp vệ sinh, nhiễm rất nhiều loại giun sán, vi khuẩn, virus nguy hại cho con người. Các bạn thân mến, các món ăn từ thịt vịt tưởng như rất lành tính, an toàn cho sức khỏe. Thế nhưng, có những sai lầm trong quá trình chế biến và sử dụng đã làm mất đi giá trị dinh dưỡng của món ăn này, đồng thời còn biến thịt vịt trở thành chất kịch độc, gây hại cho sức khỏe của con người. Vậy nên, bạn hãy lưu ý và tránh mắc phải những sai lầm mà chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay để chúng ta cùng có một sức khỏe dẻo dai quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.